Chú. Gì? Con hỏi này chú đừng buồn nha. Hỏi gì tự nhiên hỏi đừng buồn là hỏi gì? Ủa chú hỏi năm mấy tuổi? Nè đừng có tào lao nha. Con nít nói chuyện tóc tai đụng chạm tới người lớn. Đừng có chọc. Ngày xưa tôi cũng chọc đó. Tôi chọc ông Thuận sớm trên hói ghiết cái đầu tôi vậy nè. Đừng có chọc nha, cái này hói không sao nha, cái này hói mới mệt nè. Bậy bạ rồi. Chết rồi, trời ơi, tao nói nghe. Cái con mà cờ ANĐI đó, nó bị nổi mẩn khắp người rồi. Con cờ nó nặng lắm. Ủa cái con cờ ANĐI là con gì chú? Là cái con Candy đó. Con Candy nó bị cái gì? Nó bị cái gì mà nó nổi mẩn vậy khắp người nó hết trơn á trời à. Có vẻ là bệnh nặng lắm đó nghe không? Ủa nặng là sao con, chú nó còn không hiểu gì luôn á. Trời ơi tao không biết, bây giờ mày đi lên mày coi sao đi để đưa nó đi bệnh viện. Chứ không thôi là nguy hiểm lắm đó. Ủa ở đâu vậy ba? Trên này ba. Ngon quá. Nè, cầm với mẹ. Dạ. Nằm xuống. Nhắm lại, đừng cười. Nhắm lại. Trời ơi, trời đất ơi, con ơi là con ơi, trời ơi có sao không, khi tội ghê chưa, trời ơi tội quá đất luôn, lành lắm đó mà bây giờ đó bệnh phải nằm yên một chỗ kìa, thấy tội ghê vậy đó hả, trời ơi. Nhỏ nó lạnh lắm á. Thì biết nó lạnh lắm, bệnh mà phải lạnh chứ. Vậy em lấy mền nó đắp luôn hả? Nè, mày đắp luôn cho nó. Trời ơi, mẹ nó ngồi đó mà phủ lên người mẹ nó luôn. Thì đó, đắp lên coi. Trời ơi, con ơi, thấy thương quá à. Nó bị cái gì vậy em? Dạ, con em nó bị ong chích. Trời ơi, ong chích thôi ông mà. Ong chích đó, ong chích. Làm lố lắm luôn ở ngay chú Đức. Thì ong chích. Anh Tùng, bộ con em bị ong chích nó nhẹ lắm, sao anh nói nghe nhẹ hẳn vậy? Không phải, vấn đề đây là ong chích thì mình uống thuốc thì mình thoa thuốc là được rồi, còn chú Đức nói là bác sĩ trả về, bệnh viện trả về, anh tưởng đâu là sắp đi rồi không à. Trời, chú Đức chú nói gì vậy chú Đức, ở đâu ra mà chú nói con nó bị trả về vậy chú Đức? Chú nói thiệt, chú giống như cái máy photocopy mà để vô cái phóng bự ra không nghe chú. Trời ơi, chú không thương con hả? Một thân gái một mình nuôi hai đứa con, mà bây giờ con nó bệnh như vậy. Trời ơi, mẹ xin lỗi con. Candy ơi, mẹ xin lỗi con. Thôi, mày đừng có khóc. Trời ơi, nó bệnh thì nó cũng sẽ hết bệnh thôi, có gì đâu phải lo. Nhưng mà tao nói thiệt, mất đứa này thì cũng còn đứa kia. Rủi như mà Candy nó có cái gì thì cũng còn Winter. Chứ có cái gì đâu mà mày tiếc mày nuôi. Chú ơi, chú mới nói gì hả chú? Ê, ta nói bộ con bệnh gì? Chú vui lắm hả chú? Không có. Ta nói ta nói cái gì có duyên chút xíu đi chứ mà cái này kỳ lắm. Biết rồi. Nếu như mà mày mắc đi làm rồi Winter đi học, thôi để tao qua đây rồi tao chăm sóc cho nó, cho con Candy nè, tao lo được. Vậy mới có duyên nè. Sớm láng giềng thương nhau, hiểu không? Chị chăm sóc cho nó, lũi mày đi làm tao chăm sóc cho. Ôi, trời ơi chú rảnh quá không? Dạ con cảm ơn chú, nhưng mà thôi chú, con một mình thân gái ở với hai đứa con, chú đi ra đi vô, người ta nhìn vô người ta dị nghị con, bất công người ta tưởng hai chú gì đó, chú hiểu không? Dị nghị vậy? Nói kỳ mày, tao cũng có cái giá của tao nghe. Trời đó, tự nhiên rồi cứ nói cái gì mà tầm bậy tầm bạ, thằng nào con nào nói cái kiểu đó hả? Trời đất ơi à. Thôi, nhỏ nó con bệnh. Con nó bệnh. Ngủ không được la, nó giật người giật mình con kìa. Thôi. Trời ơi, vô thăm bệnh người ta mà hung dữ quá trời. Không, tao không biết lắm, nóng tánh mà. Xúc phạm đến nhân phẩm ta không chịu. Chú ơi, thì con biết là chú có ý tốt nhưng mà... Thôi, con không cần chú đâu. Anh Tùng, anh có sẵn lòng giúp đỡ em không? Thì có gì thì nhắn anh. Vậy thôi, giờ anh với chú Đức với chú cháu mình về chú ơi. Thôi. Để cho bé nó nghỉ. Thôi chú Đức về được rồi, anh ở lại đây có gì phụ em chăm sóc. Chú Đức có chân chú tự về được mà. Chú, không mấy chú tự về nha.
Để cho chú ở lại với cháu đi, Candy thấy thương. Biết đâu chú nhìn nó như vậy nè, rồi mấy cái mục trên mặt của Candy nó lặn hết rồi sao? Chưa bao giờ thấy ai lì như ông nội hàng xóm này. Đúng là kỳ đà cản mũi mà. Candy. Đâu hả? Dạ con đi xuống công viên chơi tí. Nè, ai cho con đi chơi? Mẹ đã dặn là tuyệt đối ở nhà, không được ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với bất kỳ ai mà ai cho đi chơi hả? Mà ở đâu ra bây giờ đi chơi? Không xin phép mẹ. Rồi có cái mặt nè, chơi làm sao rồi quẹt chày hết của mẹ rồi. Rồi đây mặt cho mẹ coi. Nè, bây giờ thôi đừng có ra ngoài, ở trong nhà thôi nha con. Mẹ biết là con ở nhà bực bội bức bối, nhưng mà tuyệt đối không được ra đường, nhớ chưa? Dạ. Chơi là không có lấy tay quẹt lên mặt nha. Dạ. Nó chạy hết mấy cái đốm của mẹ rồi. Ráng đi con, ráng đi. Vì sự nghiệp ngày mai có ba. MCV. Đi qua sofa chơi, không có đi ra ngoài. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Không có đi lung tung. Ba, ba. Chị đây nè. Ủa chị đâu rồi? Chị đây nè. Em không bắt được chị đâu. Ờ. Chị đây nè. Ê da. À đau quá. Anh bị sao với mình? À, bắt được rồi nè. Em ăn dao quá à. Ê, ăn dao mới bắt được chị chứ. Ừ. Không biết đâu đó chị ơi. Này đem bịt mặt cho. Ôi chị tự bịt em bịt lâu quá. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bè, bè, bè. Anh chị đang chơi cái gì vậy? Đang chơi bịt mắt bắt dê. Cho em chơi vậy? Được, nhưng mà với điều kiện người nào mới vô chơi là người đó bị bịt mắt. Chơi thì chơi. Ủa, mà sao mặt em bị ống chích kìa? Chích có xíu à. Bữa ba Tùng nói với anh là em bị ống chích đó. Đó, quá trời luôn nè. Đâu có gì đâu. Ủa? Ủa? Sao tự nhiên bô là hết vậy? Ừ, sao kỳ vậy? Vì mặt. Thì thôi bây giờ chơi đi chị hai. Ừ. Bật mắt em đi, bật mắt em đi. Rồi, xoay lại. Nhanh lên chị hai. Ừ. Rồi. Chị đây nè. Bắt chị. Bè. Trời đất ơi, sao mặt mướn con tèm lem vậy nè. Hai đứa con úp mặt vô tường đi. Ủa? Mà tụi con có lỗi gì đâu mà phải úp mặt vô tường. Ờ thì cô là người lớn, cô nói hai đứa con úp mặt vô tường thì úp mặt vô tường đi. Cô kỳ quá à, tụi con có làm gì sai đâu. Tụi bay không úp thiệt. Cô úp con cô, qua đây. Trời ơi, mẹ đã dặn rồi, không có chạy ra đường, tự nhiên chạy ra đường chứ cho nó mặt cái mẹ nó tèm lem hết trơn nè. Cô đang làm gì em vậy cô? Chấm lại cho nó đậm nè con. Mai hết rồi. Ai, chị lúc nãy em vô đường đúng không cô? Ừ đúng rồi. Nè. Ờ, ông coi cho tôi. Cô nhìn hai cái áo kìa. Đừng tính đèn đỏ, khó chịu quá. Đi. Ờ, cô kỳ quá à. Mày còn mặc màu cam nữa. Đi. Cam gì nè. Mẹ, sao mẹ chấm con hoài vậy? Mẹ đã dặn rồi. Vì sự nghiệp gì nhớ không? Vì sự nghiệp có ba nên mình phải chấm, hiểu không? Dạ. Ừ. Hai đứa nhỏ làm gì? Dạ, cô nội nhờ con câu quán chùm. Ủa em đang làm gì vậy Linh? Em chấm lại nè chứ. Chấm nó... cái gì? Chấm cái mặt, chấm một. Có gì đâu. Cái gì mới rớt vậy? Có cái gì rớt đâu. Không lộn lên cho ba coi. Em mang dài nha. Dạ. Cái bút này nè ba. Giống màu quần ba. Chấm cái này. Ủa cái này cái viết mà. Thì cái viết mà. Thì sao chấm lên mặt nó? Đây là sao con? Mẹ con nói vì sự nghiệp ngày mai có ba nên là phải chấm. Con em nó không biết, nó nói em bậy á. Thôi em lên. Đứng lại.
Em làm vậy để được gì hả Linh? Tại sao em mượn một đứa con nít để làm chuyện này hả? Hả Linh? Em quá đáng lắm luôn á. Thấy chưa? Tại con hết trơn á. Mẹ nó không được xuống đây nè mà. Đi lên. Ba, vì sự nghiệp ngày mai có ba là gì vậy ba? Là sao vậy chị hai? Chị cũng không biết là gì hả ba. Thôi con đừng quan tâm chuyện đó. Tụi con chỉ biết là ba là ba của tụi con được rồi. Dạ. Anh Tùng. Anh Tùng. Nghe em rồi. Tôi có công chuyện mà cô Linh. Cứu em với. Em bị chết. Bị ai chết? Em bị chết ông. Ông nào chết? Con ông. À, bị con ông chích hả? Trời đất ơi. Anh đưa em đi khám bệnh đi. Anh đưa em đi khám bệnh đi chứ. Vậy nha, tôi có công chuyện rồi. Anh Tùng. Đau quá. Chú Đức. Con. Thôi ơi, đừng có diễn nữa. Tao biết hết rồi, hiểu chưa? Con bị, nhưng mà chú Đức ơi, con bị. Bị gì? Con bị ông chích. Thế kệ. Sáng nay má em mất rồi nên em đi chợ thay má em. Ủa mẹ bị làm sao vậy? Quỳnh ơi, mẹ bị ông chích. Mẹ đau quá con ơi. Mẹ đau quá. Rồi bây giờ mẹ đi bệnh viện đi, không sốt là mệt lắm đó. Hồi nãy mẹ có nhờ anh Tùng với lại chú Đức đưa mẹ đi mà không ai chịu đưa mẹ đi hết. Trời. Mẹ đau quá con ơi. Con hiểu rồi. Con ơi, cỡ nào mặt mẹ như vậy hoài không? Không. Cỡ nào nó không hết không? Độc nó tấn công vô người mẹ rồi mẹ trời chết ơi, không? Mẹ bình tĩnh để con mẹ nói. Mẹ sợ quá à. Bây giờ như này nè, con hiểu rồi. Mẹ cứ nói dối chú Tùng với mọi người hoài à. Bây giờ mọi người không tin mẹ là phải rồi. Mẹ không đi bệnh viện đi là mệt lắm đó. Vậy bây giờ làm sao? Mẹ không biết làm sao nữa, mẹ sợ quá. Quỳnh ơi, mẹ sợ quá, bây giờ làm sao hả con? Thôi, bây giờ không ai đưa mẹ đi thì con đưa mẹ đi vậy. Mẹ lên đi, con cõng đi mẹ đi đâu. Quỳnh ơi. Bây giờ mẹ mới biết. Cho dù cả thế giới quay lưng với mẹ thì Quỳnh ơi vẫn không quay lưng với mẹ. Thôi mẹ lên đi, đi nào, không mẹ mệt đó. Đau quá Quỳnh ơi. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trêu che, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trêu chè. May mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.